Ngồi đi. Và xin mời bạn nữ. Dạ, xin chào. Bây giờ em trai giới thiệu về mình cho cô gái bên kia nghe luôn nha. Chào toàn thể khán giả trong phim trường quay và hai MC anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ em chào ạ. Mình tên đầy đủ là Trần Trung, 42 tuổi, sinh sống và làm việc tại tỉnh Đắk Nông. Nghề nghiệp của mình là nhân viên điều hành nhà máy Alumin nhân cơ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào các quý vị khán giả. Em tên là Bùi Nguyễn Nữ Hoàng Kali, sinh năm 1983, sinh sống và làm việc tại Lâm Đồng. Chị làm cụ thể là làm gì chị ha? Trước đây thì là làm giám đốc marketing của nha khoa, cách đây 2 tháng mà về thì dự định mình là sẽ làm riêng. Dạ. Lâm Đồng đi qua Đắk Nông cũng thuận đường đúng không? Qua lại liên tục. Mình sẽ nói một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình ha. Mình thật thà, chất phác, sạch sẽ, gọn gàng, hơn nam tính và thanh tính, nên là đôi khi giữa va chạm. Ngày xưa mình cũng hơi cọc tính lắm mà mình thời gian mình thay đổi cũng hơi bị nhiều rồi đó. Rồi bây giờ mời đàn gái mình nói một chút xíu về tình duyên đi đàn gái. Chính thức thì có được một mối tình năm 26 tuổi. Lý do đơn giản thôi là tại vì người ta cũng chưa có muốn lập gia đình. Sau đó là chị không yêu thêm một ai nữa ha? Tại vì mình lo, mình tập trung công việc rồi này kia, rồi nói chung là không có quen ai hết. Vậy rồi gia đình mình có làm áp lực gì với mình không chị? Có chứ, lúc mà còn ở trong Sài Gòn đi làm, cha mẹ cũng cứ gọi vô rồi hỏi. Rồi sau đó thì gọi về để xem mắt. Xem mắt hả? Nhưng mà cuối cùng cũng không hợp đúng không? Thật ra là mình rất là được lòng người lớn tuổi, nhưng mà còn cái người đó người ta cũng nhắn tin với mình, nhưng mà đối bản tính của mình á, không thích nhắn tin. Dạ. Mình chỉ thích là muốn cái gì thì gọi điện nói chuyện. Là bên đàn trai nhớ nha, nếu mà có bấm nút thì cũng đừng có nhắn tin nha, có dùng gọi điện mình nói chuyện hay hơn. Đó là sở thích mọi người, đôi khi nói thì nó thật lòng hơn là nhắn tin. Nhắn tin mà ấy quá, người ta nói là cào phím. Đàn trai cho bên đàn gái biết đi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 2 mối tình. Là mình khi mình học năm 3, em này là muốn lập gia đình liền. Mình mới nói là thôi đỡ cho anh ra trường đi, với 1 năm anh thất nghiệp nữa, anh tìm việc. Nói rồi là anh rước thôi, em này không chịu. Mình đang tìm một nửa yêu thương thế nào? Mời đàn gái nói trước đi. Dạ, cao khoảng 1m68 trở lên, không quá mập mà cũng không quá gầy, đừng có nổ. Là khoe khoang rồi. Dạ chị? Đúng rồi. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Chắc như anh Quyền Linh là được ạ. Anh này anh đẹp hơn anh đó. Em tới đây em không phải là tìm một người hoàn hảo để mà mình yêu, bởi vì mình thấy người ta hoàn hảo trong những cái quan điểm của mình rồi á, thì một ngày nào đó mình sẽ phát hiện ra những cái điều không hoàn hảo thì cái tình yêu nó sẽ phai nhạt đi rồi. Còn mình sẽ tìm một người mà vì tình yêu mà người ta sẽ thay đổi và hoàn hảo hơn trong mắt. Quá chị ơi. Bây giờ là em qua em thăm dò trước. Chị ngồi lắng nghe nha. Coi nhìn có giống Quyền Linh không? Chào Nam. Dạ em chào anh. Anh mong muốn một mẫu người phụ nữ như thế nào? Mình đơn giản thôi, không lùn lắm mà cũng không đừng có béo lắm. Hiền, phúc hậu, người sinh lý phải tốt nữa. Gì? Hả? Sinh lý phải tốt nữa anh ạ. Sinh lý tốt hả? Là phải có sức khỏe. Nhưng mà nhìn sao biết sinh lý tốt chứ sinh lý không tốt? Rủ cưới về nó không đúng tốt rồi. Rồi sao? Sao biết được anh? Cái đấy phải xem lại. Cái đây là mình nói thêm thôi, chứ trong list với CV mình không có nói. Cái này là nói thêm. Đúng rồi. Không sao, anh cứ nói cái này mình đi tìm người yêu mà. Tất cả những gì anh mong muốn. Bây giờ làm sao nhìn để biết sinh lý tốt? Đúng. Ví dụ rồi. Như anh Linh đi, anh nhìn anh nghĩ tốt không? Quá tốt rồi. Sao biết? Điều anh không có con trai thôi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, dậm vô nỗi đau nữa. Khổ ghê. Ui không tốt quá nha. Chị Ly của em á, thì tất cả những yêu cầu anh đưa ra là có rồi đó. Dễ thương, phúc hậu, chị em rất được lòng người lớn. Cái phần đó là khỏi phải lo ha. Tôi qua tôi coi mắt thử coi. Cái chuyện mà sinh lý yếu mạnh gì tôi không biết nha. Cái vụ đó tôi thua. Dạ em chào anh Linh. Chào em gái. Dạ. Mặt rất là xinh, da láng mịn luôn, trắng tươi, cười rất tươi, hiền hậu, mặt phúc hậu. Dù kia tôi không biết. Chuyện gì? Chuyện kia là gì? Sinh lý. Chuyện sinh lý. Ly thấy sao? Nói thẳng nói thật thì em thấy cái nó cũng là điểm mạnh đó, chứ còn không nói ra nó mới là khó. Cái điểm mà nãy anh muốn vậy đó, mình có thể thấy ổn không? Giờ chỉ nói ổn hay không ổn thôi. Em cũng không biết nữa anh à. Cái vụ này hơi khó nha, chút anh tự đặt vấn đề với tôi không chịu trách nhiệm nha. Chị có ngại gặp đầu ông gia trưởng không? Thật ra thì cũng không ngại lắm, nhưng mà nếu mà không gia trưởng thì càng tốt. Anh có gia trưởng không Trung? Tí thôi à? Một tí gia trưởng thôi, một tí thôi. Được, tại chị em nói đâu chị em không ngại. Ừ, không ngại. Nhưng mà đừng có quá. Bây giờ nếu như mà hai người lấy nhau về thì ở đâu? Đắk Nông anh. Ở Đắk Nông. Nếu như bây giờ đàn gái không chịu bắt anh về Lâm Đồng ở thì sao? Chịu luôn. Chịu luôn, được. Được không mà mối? Hoa máy tính đã hỏi đó chứ chị. Có những người á thuộc tiếp là tình yêu khô khan nè, tình yêu hơi ướt át nè, và có những tình yêu lãng mạn nè, thì chị gu chị là yêu sao? Ai cũng thích lãng mạn hết, mình cũng thích lãng mạn, nhưng mà đừng có lãng mạn quá, nó phi nó quá lãng xẹt đúng không? Để em kiểm tra. Anh ơi, chị em thích tình yêu lãng mạn, anh có lãng mạn không? Cực kỳ lãng mạn luôn. Có không? Nhưng mà có chuẩn mực nha, không có bậy bạ đâu. Thiệt không? Bây giờ sinh nhật của cô gái anh làm sao để lãng mạn? Thì bữa đó thì mình giả đò từ Đắk Nông lên Lâm Đồng nè. Giả đò quên hãy đợi cuối giờ mới tặng quà. Chưa lãng mạn. Thử này nha, ví dụ như cái ngày sinh nhật của cô ấy á, mình đi từ Đắk Nông lên tới Đà Lạt là 5 giờ chiều, nhưng mình đừng gặp cô ấy 5 giờ chiều, mình chờ 12 giờ đêm mình đứng trước cửa nhà cổ á. Đúng, anh mình ôm bó bông nè, trời lạnh rét run mà đừng không mặc anh. Đừng mặc áo ấm. Đúng, mặc áo ba lỗ. Đúng rồi. Thậm chí mưa cũng được. Đúng, cầu mưa luôn. Chờ mình không gọi luôn. Mình đứng từ 12 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng. Một bước ra thấy mình đứng mình ơi, anh muốn tạo sự lãng mạn cho em xong xỉu. Lạnh quá. Đùa một tiếng phiến không có, nó vui thôi chứ thật sự là cần phải nên có những cái không gian thật là lãng mạn. Hay là hai người nắm tay nhau đi giữa rừng Đắk Nông đó, thí dụ như vậy, vừa đi vừa hát. Thôi bây giờ mình sẽ gặp gỡ gia đình hai bên đi ha. Rồi. Rồi, chị Kali hôm nay chị đi với ai? Dạ, hôm nay đi với anh trai với lại bạn thân. À, anh trai với bạn thân. Dạ, em chào anh trai với bạn thân của chị Kali. Anh ruột á hả? Xin chào Nam Thư. Xin chào anh Quyền Linh. Chào nhà trai ạ. Mình là anh ruột của Kali, anh hai. Anh thấy anh bên kia làm sao anh? Thấy thì bên đàn trai rất là ok. Nhưng mà chỉ có một vấn đề mình muốn bên đàn trai cố gắng thay đổi về cái nóng tính của mình thôi. Mình nhìn thì bạn không phải là nóng tính vừa mà rất là nóng tính. Chính xác. Chỉ vậy thôi. Mình xin cảm ơn những nhận xét của anh hai. Cái đó thì mình có từ lâu rồi, mình cũng biết rồi, cũng thay đổi nhiều rồi, chứ không phải là không. Cho nên là nay mình hiền lắm, bỏ bớt ngày xưa là khó chịu lắm. Không bỏ là khổ đó nha. Dạ khổ chút rồi biết mà anh. Bây giờ mình giao lưu đàn trai đi. Rồi dạ, em là em họ của nhà trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Cùng xin chào nhà gái. Từ khi mà nhà gái mới xuất hiện á thì thấy nhà gái rất là ok. Theo em, quan điểm của em thì nếu nhìn mặt là bấm nút liền luôn. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình mở mà rào cho hai bên gặp mặt nha. Xin mời mở rào. Bắt đầu nha Trung nha. Đây là không gian của các bạn đó. Bắt đầu. Chào em. Xin chào anh ạ. Anh có cái quà này tặng. Cái này là anh mua. Cái đây là sau thời gian lắp ghép năm. Bây giờ qua tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Dạ tặng. Em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Bắt tay. Trời ơi, mới gặp giống đối tác bắt tay vậy. Bây giờ đứng đó, khoan đứng đó. Bây giờ Trung lần đầu tiên gặp gỡ, em hát gì đó tặng cô ấy lấy tình cảm liền luôn đi. Trời ơi, bởi sẽ có giữa chiến trường to tiếng nên giờ đông cho đành chia tay vĩnh viễn bạn tu hà. Bạn tình ơi đừng hoài công. Hoài công mòn mỏi đời chờ. Bạn tình ơi đừng hoài công mòn mỏi đời chờ. Hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh. Khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa. Hay những lúc canh kia tựa rèm trâu ngắm ánh trăng tà. Nàng hãy nhớ đến tháng năm này có một người yêu vui tay giữa dòng cát trắng. Rồi xong. Được rồi, anh rung lắm luôn á. Nói chung mà lần này rung mà mất giọng nó quên lời. Được rồi, mới gặp nhau mà hãy nắm tay gì vùi nơi cắt trắng là được rồi đó. Một chút xíu giao lưu như thế á, để bên đàn gái cảm nhận chàng trai thế nào. Em thấy anh thì cũng được, nhưng mà tại vì em cũng nhát, nhưng mà mấy người mà nóng tính quá thì em cũng hơi sợ. Cái này là anh thi đổi lâu vậy, không có nữa. Này dạ. Tu rồi, tu tháng là anh chay 3 bữa. Nhưng mà giờ anh chay 3 bữa thì chịu không nổi, thôi giảm còn 2 bữa thôi. Ở nhà em á là ba em ăn chay trường, nên đa số em cũng không ăn thịt cá nhiều. Thấy cô gái thế nào? Cũng dễ thương, nụ cười rất tươi luôn á, cũng dễ bán. Mở ra coi tặng gì đẹp quá. Đây nên là một cái ghế, cái bàn, cái ghế với một mong muốn là nếu như mà thành được á thì mỗi người góp một cái ghế, một cái bàn để xây dựng tổ ấm. Coi như là cổ có cái ghế rồi đó, anh có lo cái bàn được không? Cái này thì được, chắc được. Chị Kali, nãy là anh Trung hát tặng mình câu giọng cổ rồi, thì mình có món quà gì tặng lại anh Trung không ha? Em có một cái bài thơ, em cũng không biết tác giả, nhưng mà trong một cái cuốn sổ tay của mẹ thời xưa á, viết là tặng cho ba, thì em xin phép em đọc. Là con gái em mang nhiều ích kỷ, có em rồi xin đừng nghĩ đến ai, người bên nhau đừng thở ngắn thở dài, em sẽ bảo anh hẹn hò cùng người khác. Là con gái em thường hay hờn hay mát, để được anh năn nỉ mới làm quen, để được anh gọi mãi với tên em bằng ánh mắt và vành môi tha thiết. Màu áo anh xin đừng ai chọn lựa, dù là lam hay trắng đỏ vàng xanh, người ta chọn màu vàng anh đừng mặc. Thơ của em xin đừng cho ai đọc. Em quên mất. Thôi vậy cũng được rồi đó. Yeah. Tức là thơ của mẹ tặng cho ba, em lén lấy thơ, bây giờ em đọc, em tặng cho một chàng trai nào đó dễ thương. Nếu như mà có thể hẹn hò thì anh sẽ dành thời gian như thế nào? Thì những lúc mà rảnh thì anh đến thôi, nhưng mà em có giới hạn một tuần mấy bữa hay không? Dạ, thường thì em không giới hạn đâu. Cái thời gian mà cái tâm thái mình thoải mái nhất thì đến nó sẽ tốt hơn. Ở mức độ anh muốn quan tâm người vợ như thế nào? Anh rất hiểu tâm lý của người phụ nữ rồi. Đa phần người phụ nữ cứ đòi hỏi 100% là phải quan tâm. Cái gì cũng là vợ. Nhiều lúc công việc áp lực coi như không làm được gì. Anh không gọi điện cho em, hoặc là anh không nhắn tin cho em, rồi đi mãi không về, rồi đi ăn cơm với bạn bè nhậu nhẹt, không ăn cơm chung với vợ. Dạ không, em thì không quá như vậy. Mình đi đâu thì mình phải nói mình đi, rồi về không được hay không về được như thế nào đó thì phải nói, để cho cái người ở nhà người ta không có lo lắng. Không, cái tại vì người phụ nữ là lúc nào cũng cứ muốn là người chồng với bạn tình mình quan tâm mình, nhưng mà hơi xích đâu cứ mỗi chuyện cứ gọi. Đối với em, quan tâm không phải qua tin nhắn hoặc điện thoại đâu, mà quan tâm bởi vì những cái hành động của họ. Hãy nhìn thẳng về phía trước và đưa ra quyết định bằng sự mách bảo của con tim mình. Nào. Và 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, kết thúc. Đứng dậy đi anh. Có thể chia sẻ lý do tại sao chị không bấm nút không? Tự cũng muốn bấm, nhưng mà nói đang chờ đợi cái nói hết thời gian cái thôi không bấm. Tức là chị vẫn đang suy nghĩ. Thì em cũng suy nghĩ là cũng muốn cho mình một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Nhưng mà cái suy nghĩ đó nó vẫn suy nghĩ, tay thì chưa bấm. Dạ đúng. Vẫn có thể quay đổi quyết định, vẫn có thể bấm lại. Thôi thì chương trình thì khỏi phải bấm lại, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì mình có số điện thoại thì mình sẽ liên hệ với nhau. Bắt đầu mình giới thiệu giúp chị luôn ha, đầy đủ về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc vùng miền của mình nha. Dạ, em xin giới thiệu, em tên Nguyễn Bắc Tiến, nay em 8 tuổi. Thì, em sinh ra lớn lên ở Long An, hiện sinh sống và làm việc ở Long An luôn. Rồi công việc của em là gì Tiến? Dạ em làm nhân viên bảo trì. Cụ thể bảo trì về cái gì? Dạ em làm bên cơ với một phần bên xe năng. Ừ. Ok, rồi bây giờ mình thật là chủ động cho chị nha. Chia sẻ về bản thân của mình nè, những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào nè. Rồi tình trường của mình ra sao ha. Điểm mạnh của em thì chắc chung mà em cũng sống hòa đồng, vui vẻ. Còn điểm yếu thì hơi ít nói, hơi ngại đám đông. Ít nói nhưng mà rồi có ca hát rồi được không? Dạ được. Rồi vậy thì hát cho chị nghe đoạn ngắn đi. Dạ thì em xin hát khúc Sáng cách lâu rồi về miền Tây bao nhiêu niềm nhớ, áo trắng bây giờ còn thùng bánh bướm cùng anh. Miền Tây mắt đỏ tóc que, em gái quê sớm hôm trên đồng. Nồng lá nghiêng nghiêng sao được. Dạ. Rồi trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi Tiến? Thì nói chung mà chính thức thì chưa có, nhưng mà cũng quen vài người, cũng thời đi học thôi mà chị. Yêu thời đi học hả? Nhưng mà là hồi đó yêu được bao lâu sao mà không có đi tiếp được nữa? Thì hồi đó em học cao đẳng trên thành phố á, rồi có mấy đứa bạn nó giới thiệu. Nói chung cũng tìm hiểu thời gian lúc còn đi học trên phố. Sau này người đó đi xuất khẩu lao động nước ngoài thì em về quê em làm thì chung hạn chế liên lạc. Rồi ok, thì bây giờ là nếu mà tham gia chương trình mong muốn tìm kiếm mẫu bạn gái của em như thế nào? Về ngoại hình, về tuổi tác rồi đó. Thì ngoại hình thì tôi nhìn được là được rồi chị. Còn tính cách thì đừng quá giữ được rồi. Không giữ hả? Rồi tuổi tác, vùng miền của bạn gái ở đâu thì được em? Thì bằng hoặc lớn hơn em 1-2 tuổi thì được, bằng nhỏ hơn. Là bạn gái là có phải ở Long An luôn không hay là ở đâu? Nếu được ở Long An thì càng tốt chị, tại thích quen gần quen xa. Rồi ok, có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Nói đừng quá dữ này kia, biết chăm lo cho gia đình này kia thì được. Rồi ok, chị thấy Tiến là hơi bị ít nói nhút nhát nè. Bây giờ nếu mà có được chọn vào vòng trong mà lên sân khấu là phải tập nói chuyện nhiều hơn á, phải chia sẻ nhiều hơn ha. Chứ công tình mình đã tham gia chương trình rồi, mình phải cố gắng lên nha. Thì, tình thiệt chị, em cũng phỏng vấn này lần thứ 3 rồi. Ủa vậy hả? Là mấy lần trước em có được chọn không? Thì cũng phỏng vấn rồi xong rồi không nghe chương trình liên lạc. Coi như là lần thứ 3 rồi, đáng lẽ là mình phải có kinh nghiệm nhiều hơn chứ, sao biết, sao chờ chị hỏi xong mới trả lời. Ha, thì cố gắng lên, biết đâu được lần này thì quá tam ba bận được chọn thì sao? Thì phải cố gắng mạnh dạn, mạnh mẽ hơn cho chị nha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn em, xong rồi đó, mình thoát ra cuộc gọi vậy ha. Động chia sẻ về họ tên tuổi, nghề nghiệp của mình ạ. Anh tên thì Nguyễn Thiên Quân, sinh năm 78. Công việc của anh là làm trong một công ty bên môi trường và bên khâu sửa chữa ô tô tại Phan Thiết. Hiện tại anh đang ở đâu? Ý là hiện tại anh sống và làm việc ở Phan Thiết. Phan Thiết. Rồi. Chữa ô tô hả, phải không ạ? Đúng rồi, anh làm cho công ty môi trường. À, làm cho công ty. Rồi, ok, cho em hỏi là điểm mạnh, điểm yếu anh là gì? À, điểm mạnh của anh thì anh rất hòa đồng, vui vẻ và biết cầu tiến trong công việc. À, cầu tiến trong công việc. Vậy thì cho em hỏi nha. Đúng. Em hỏi hơi nhạy cảm xíu là thu nhập của anh hiện tại giờ là bao nhiêu? À, thu nhập của anh thì 1 tháng 15 triệu em. Chưa tính công việc ngoài của anh. 15 triệu, dạ. Rồi, vậy thì điểm yếu anh là gì? Nói chung là anh cũng không, nói chung là điểm yếu của anh thì cũng như điểm mạnh thôi. Hả? Điểm yếu cũng như điểm mạnh là sao anh? Không hiểu. Là điểm yếu của anh thì anh thì nói chung là có những cái ai mà nói được, ai mà nói ra mà thấy thảm nào thì mình hơi chảy nước mắt vậy đó, hơi có cảm xúc á, dễ mũi lòng đúng không? Thương người đúng không? Thương người và biết chia sẻ cho người khác. Ủa nhưng mà nếu mà anh thương người vậy thì có khi nào anh bị người ta lừa gạt chưa? À, chưa đâu em, chưa đâu. Dạ. Ví dụ như cái lời nói, qua cái lời nói hay là mình thấy cái câu đó có cảm xúc hơi ấy thôi đâu vậy mình. Dạ. Vậy thì cho em hỏi ha, ví dụ như là anh nghĩ anh sẽ có một cái điểm gì thu hút ở phụ nữ nè? Anh có điểm thu hút là anh về sự nghiệp anh và cái sự độ an toàn những người phụ nữ. An toàn và sự nghiệp đúng không? À. À, vậy thì cho em hỏi ha, nhà cửa của anh mình đã có nhà cửa của anh thì anh có 2 cái nhà. Ui ghê vậy. Rồi. Nhà riêng luôn ha. Nhà riêng của anh. Và có vườn cây ăn trái. Wow. Tài chính thì nói chung là làm cho người phụ nữ đó sự an toàn luôn. À, ok. Còn nếu mà mình vừa tài chính mình ổn ha, có 2 cái nhà với lại cho người phụ nữ an toàn thì lý do tại sao anh lại ế? Tại vì anh ế là anh chia tay, anh đã từng có gia đình rồi. À. Nhưng có gia đình. Thì cho em hỏi là cái mối quan hệ gia đình của anh đó là mình quen nhau, mình có hôn nhân khoảng bao lâu, bao nhiêu năm? À, anh chia tay, anh đã ly dị năm 2016 em. Ly dị 2016 là mình được bao nhiêu năm rồi ta? Anh được, bữa nay 2016 này 22 thì được 6 năm em. 6 năm trong hôn nhân đúng không ạ? À, đúng rồi. Rồi ok, cho em hỏi ha là lý do tại sao mình lại ly dị ạ? Sao em? Lý do tại sao mình lại chia tay hả? Nói chung là do cũng chuyện tình cảm vợ chồng nó có nhiều mâu thuẫn á. Nhưng mà cả hai điều anh có thể kể chi tiết cả hai điều không đi đến sự thống nhất, không có đồng quan điểm. Nói chung là nó cũng đủ chuyện hết. Nhưng mà anh có thể cho một cái chi tiết mà chuyện đó là gì không ạ? Mình có dính đến người thứ ba không? Sao em? Ý là trong cái mà không của anh là cái gì, anh có thể kể rõ cho em hơn xíu được không? Để em biết là em né cái người phụ nữ sâu cho anh thôi, không có gì hết, chẳng hạn vậy. À, nói chung là anh thì nó cũng hơi có lỗi một phần trong cuộc hôn nhân đó. À. Là do anh có người thứ ba đúng không ạ? Ừ. Là vậy đi. Trời ơi. Rồi sao trời không biết. Rồi nhưng mà sau khi như vậy rồi rồi cái người thứ ba đó rồi anh tới với họ hay không phải hay không sao? Phải là không nhân cái người thứ ba em mà không phải vậy đâu. Ý ở đây anh nói ví dụ như do vợ anh nó hiểu nhầm thôi, cũng vậy bạn gái gì đó em mà. Do cái sự hiểu nhầm của bạn có vợ anh thôi. Rồi đâm ra nó cái sự kích mích cãi vã thôi. Rồi không dẫn tới một cái sự ôn hòa để dẫn đến chia tay, chứ không phải là cái người vợ thứ hai thứ ba gì, em hiểu không? Là vợ anh hiểu nhầm, ví dụ như hiểu nhầm mà ví dụ như ngồi uống cà phê với bạn bè rồi nghe người ta nói rồi anh có bồ nhí ví dụ vậy đó, rồi ghen tuông. Rồi nếu mà anh giải thích rồi vợ anh không tin hả hay sao ạ? Thì giải thích thì không tin, thì càng ngày nó càng mâu thuẫn, cũng nghe lời người khác dù vậy đó. Rồi dạ. Anh quyết định nhiều lần quá rồi, rồi đâm ra rồi vợ anh cũng ví dụ như thấy vậy, ví dụ như chồng ăn chả bạn em gì đó, ví dụ vậy. Nhưng anh không thích, nhưng dẫn đến cái sự mà không ấy nữa thì ra quyết định hai người chia tay luôn. Rồi trong cũng phần cũng không phải chuyện đó nữa, nó cộng thêm có nhiều việc mà để xích mích trong cái gia đình. Nhưng thấy cả hai đều không thấy thích hợp nữa thì chia tay. Em hiểu rồi. Rồi ok, vậy thì sau cái mối cuộc hôn nhân đó thì anh đã độc thân bao lâu và anh có tìm hiểu ai khác nữa không? Nói chung là anh độc thân thì từ đó biết tới bây giờ. Còn mà sự tìm hiểu thì anh thì cũng có tìm hiểu một hai người mà là người đó không phù hợp với anh. Thế là cũng bạn bè tìm hiểu với nhau, không có cùng quan điểm sống và cách không thích hợp. Cho em hỏi là cái quan điểm sống của anh như thế nào để mà không phù hợp với anh, để em biết ạ. Nói chung là bây giờ anh nói với em là cái người phụ nữ đó thì cái đồng quan cảm với mình, đồng cảm với mình, cùng giống như cuộc sống của mình, chia sẻ với nhau, rồi quan tâm và chăm sóc với nhau và cho nhau sự an toàn. Dạ. Chứ anh cho em hỏi là mình đã có mấy bé rồi ạ? Anh hay em, anh có dạ. Hai đứa. Có hai đứa. Rồi hai anh đang ở với con hay là ở với mẹ hết ạ? Anh bây giờ ý là lúc trước thì ở với mẹ. Ý là con của anh nó ở với ai á? Ở với mẹ. Dạ dạ ok. Rồi. Vậy thì bây giờ hiện tại anh mong muốn tìm tới chương trình Bản Quyền Hò là anh mong muốn người bạn gái của anh như thế nào? Anh thì mong muốn với người bạn gái của anh là ưa nhìn, là đủ nhìn là được rồi. Rồi trong cuộc sống thì biết chia sẻ, quan tâm gia đình, là người phụ nữ thì nói chung là cũng thiên về gia đình một tí. Chung là anh thì cũng không có cái gì để mà ấy đâu, thần tượng gì ai đâu. Quê quán thì sao ạ? Quê quán thì chung là cả hai đều thông cảm với nhau, ví dụ như ở xa, ví dụ như ở xa ở gần thì cũng được, ví dụ vậy. Ở xa ở gần gì cũng được không? Ví dụ như em kiếm một anh, một người vợ ở Tuốt Tây Bắc, anh chịu không? Nói chung thì cũng ở cách nhau cũng quãng đường. Ở Sài Gòn, ở Sài Gòn là ở Sài Gòn, là ở Phan Rang, Nha Trang gì cũng được, ví dụ vậy á. Mà ở Sài Gòn ha. Chuyển về Phan Thiết, cái vùng này phải về Phan Thiết sống. Vậy. Mà lỡ người ta không về Phan Thiết, người ta làm việc ở Sài Gòn sao trời? Làm việc ở Sài Gòn hả? Rồi cái này tính sai đi rồi. Anh còn cái gì mong muốn bạn gái nữa không nè? Thì mong muốn bạn gái thì cũng mong muốn bạn gái của anh thì hiểu và thông cảm, chia sẻ với nhau. Chiều cao? Chiều cao hả? Chiều cao thì cũng từ 1m6 thôi. 1m60. Anh cao nhiêu vậy? Anh cao 1m7 em. Ồ, cao 1m70. Dạ rồi. 6 thì tính tình hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Trong ngoài tóc dài. Tóc dài nữa hả? Xinh gái một tí. Trời ơi, cái gì cao vậy anh? Sao em? Cái gì sao lựa chọn cao vậy? Phải xinh gái nữa hả? Em nói sao? Phải xinh gái nữa hả anh? Không có đẹp gái gì đâu, cũng được, nhìn được chứ đẹp gái. Nhìn được là như thế nào anh? Ý là nhìn con người thấy nó thoáng hay là nó nhìn dễ nhìn dụ vậy đi, đúng không em? Dễ nhìn. Ok, thôi cái này em sẽ, ví dụ như anh được chọn vô chương trình thì sẽ làm việc biên tập, sẽ có một biên tập riêng làm việc sâu hơn với anh điều này ha. Dạ rồi, ok. Thì sẽ gặp lại anh sau ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, cảm ơn.